Ok, xin chào toàn thể anh em đam mê chơi BCB đã quay trở lại shop phụ kiện BCB giá rẻ nhé. Thì hôm nay em sẽ làm một video ngắn để giới thiệu về cho các bác một cái mẫu bơm máy, đó là một cái mẫu bơm máy Seejongsi, hàng cao cấp nhất trong dòng bơm máy hiện nay các bác nhé. Thì các bác nào mà chưa có bơm máy này, hoặc là các bác muốn tham khảo các mẫu bơm máy, thì các bạn cố gắng theo dõi hết cái video này của em để thể lựa chọn cho mình một trong những chiếc bơm máy bên em các bác nhé. Thì cũng không phải để các bác chờ đợi lâu nên sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết cái mẫu bơm máy này. Và hôm nay thì em sẽ test thực tế luôn để các bác cùng tham khảo cái mẫu bơm máy Seejongsi này, bơm có nhanh không, bơm có khỏe không các bác nhé. Đó. Thì là em sẽ giới thiệu về những phụ kiện khi bác mua bơm máy nhé. Những phụ kiện khi bác mua bơm máy là sẽ đầy đủ như hình. Một cái dây nguồn thì em đã tháo bỏ dây nguồn này ra rồi, em đã cắm nguồn điện rồi, để tí em sẽ test thực tế cho các bác xem rồi. Một dây hướng dẫn sử dụng đây các bác nhé. Đây là túi bông lọc này, và trong này giòn sim này. Đấy, giòn sim này về những la gió đồng này, thì những giòn sim này về các bác cứ cất đi nhé. Để mình nay mai cái Seejongsi này có chế độ chống cháy nổ ở đây. Đây, cái la gió đồng này khi bác bơm quá thì la gió đồng trong này sẽ bị rách ra, nó sẽ xì hơi ra, thì bơm nó sẽ không vào bình của mình nữa. Thì các bác có thể lấy những la gió đồng này mình thay. Đấy, khi mà hết la gió đồng này thì các bác không phải mua các bác nhé. Đây, la gió đồng này hết thì mình có thể cắt ở những cái non nước ngọt, những cái non bò húc, thì mình làm cái la gió đồng này sử dụng rất chi là ok các bác nhé. Đó. Thì về cái bơm này thì là tổng thể là nó nặng hơn 18 cân. Đấy, cực kỳ nặng. Vì bơm thì cực kỳ khỏe rồi. Thì đồng hồ to các bác nhé. Lọc thì lọc siêu to khổng lồ đây. Đó. Thì đầu bò siêu to khổng lồ. Đây là cái máy hút nước mili các bác nhé. Đây, máy hút nước mili em đã cắm vào rồi. Em đã cắm điện vào rồi, nó đang chạy đây. Thì là sẽ có một đầu ra và một đầu vào. Thì nó sẽ chạy qua đầu bò này. Nguyên lý của nó này, nó sẽ làm mát cái đầu bò này, làm mát bằng nước, thì nó sẽ tỏa nhiệt cực kỳ nhanh rồi. Để bơm của mình khi bơm thì nó sẽ hạ nhiệt một cách tối đa nhất, để bơm của mình có thể bền bỉ nhất các bác nhé. Thì một cái mẫu bơm máy Seejongsi tại thời điểm hiện tại bên shop đang bán giá là 4.200.000 đồng, bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Đó, về mẫu bơm máy này thì cũng không phải để các bác chờ đợi lâu nên sau đây em sẽ đi vào test thực tế cho các bác cùng tham khảo cái mẫu bơm máy Seejongsi này các bác nhé. Hôm nay thì em đã chuẩn bị cho các bác cùng tham khảo, em sẽ test cho các bác là đây cái bình nhôm các bác nhé. Bình nhôm này, bình nhôm đít tròn và 042 và một cái van gasket hộp mở mẫu mới nhất của năm 2023 đây các bác nhé. Đó, thì mẫu này thì chống tràn hơi và tràn áp thì cực kỳ ổn định các bác nhé. Thì một chiếc van thì bên shop đang bán với giá là 850.000 đồng. Một cái chiếc bình nhôm đít bằng này thì một bình chiếc bình nhôm đít tròn này đủ size đủ số thì là bên shop đang bán với giá là 750.000 các bác nhé, 750.000 đồng, bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác. Đấy, khi các bác mua combo cả van cả bình thì giá em sẽ giảm cho các bác 100, là chỉ còn 1.500.000 các bác nhé. Đó là về phần bình, thì bình và van thì hôm nay sẽ test thực tế các bác nhé. Đấy, thì ở đây cái van mẫu mới thì là cái nắp bịt thì là nó sẽ là màu xanh như này. Đấy, khi các bác bơm xong mình có thể đậy nắp bịt này vào, không bao giờ bị lo rơi mất các bác nhé. Đây, em sẽ test thực tế các bác cùng tham khảo các bác nhé. Đây, bình thì em sẽ trở về không đây các bác nhé. Đây, thực tế trở về không đây, thì là em sẽ test thực tế các bác. Đây, khi các bác bơm các bác nhé, các bác bật máy lên, em sẽ bỏ biển này ra nhé. Khi các bác bật máy lên thì các bác xoáy van xả ra hết nhé. Các bác bật máy lên thì mình xoáy van xả vào, và khi mình bơm xong mình phải xả ra, xong mình mới tắt máy các bác nhé. Em bắt đầu bơm các bác nhé. Bắt đầu bơm, đồng hồ đã bắt đầu chạy các bác nhé. Bơm đã bắt đầu lên. Đấy, hiện tại giờ đã được hơn 100 cân rồi các bác nhé. Đây, nó quay thực tế các bác cùng tham khảo đây. Hơn 100 cân rồi các bác nhé. Đấy, bơm cực. Bơm này thì là nghe cực kỳ là êm các bác nhá. Nghe cực kỳ là êm rồi. Cái Seejongsi là hàng đẳng cấp rồi các bác ạ. Em sẽ test lên đến 250 cân các bác nhá. Vạch vàng là 200 các bác nhé.
tiếng bơm thì rất chi là êm đúng không các bác? Đây 230 các bác nhé. Rồi ok các bác nhá. Đó thì là xả ra xong các bác tắt máy các bác nhá. Đó thì là đây là 240 cân các bác nhé, đây thực tế là 240 cân các bác nhé, nó rơi vào 3 phút, gần 3 phút các bác nhé, 240 cân rơi vào từ 0 cho đến 240 cân rơi vào gần 3 phút các bác nhé, đây bơm cực kỳ khỏe, nếu mà các bác bơm tay thì là nó phải rơi vào tầm độ cực kỳ lâu, đấy thì mình có thể bơm được tầm độ 240 cân đến 250 cân, nhưng khi các bác dùng cái bơm máy này thì bơm không mất sức một chút nào, các bác bơm tầm độ 3 phút thì là đã lên từ 0 cho đến 240 cân rồi. Đấy thì mẫu bơm máy Seejongsi tại thời điểm hiện tại bên shop đang bán với giá là 4.200.000 các bác nhá, 4.200.000 đồng. Đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhá. Đó thì là các bác nào mà đang quan tâm mẫu bơm máy này thì cứ liên hệ trực tiếp hai số điện thoại bên em các bác nhá. Các bác mua bơm máy bên em thì là các bác nhận hàng, các bác sẽ có quyền được kiểm tra và test ok thì các bác mới phải thanh toán tiền các bác nhá. Và khi mua bơm máy bên em thì cái bơm máy này thì em cũng nói rồi đúng không ạ? Nhưng video trước em nói cực kỳ nhiều rồi. Thì bơm máy này nó nặng hơn 18 cân, cả vỏ bao bì của nó vào gần 20 cân. Nó em gửi đi thì nó hết rất chi nhiều tiền cước. Đó, khi các bác mua bơm máy bên em thì là có cọc 200 tiền cọc. Các bác cọc 200 thì em sẽ trừ tiền hàng các bác nhé. Đó, thì các bác mà đang quan tâm mẫu bơm máy này thì cứ liên hệ trực tiếp hai số điện thoại bên em nhé. Thì một video em làm rất chi ngắn thôi. Thì các bác được cho em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.